chào cặp vợ chồng rất trẻ, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên Bùi Minh Hải, em đến từ Tây Ninh. Dạ hiện em đang công tác tại công ty Hùng Duy Tây Ninh. Em làm bên thợ điện. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả ở đây. Em tên là Võ Thị Trang, em nay 29 tuổi, nghề nghiệp của em là nội trợ. Rồi mối tình hai người chớm nở như thế nào? Vợ chồng em quen nhau là năm lớp 12. Em vô là em ngồi cái bàn đầu tiên. Ảnh vô anh thấy cái anh ngồi bàn sau. Vô tình cái đợt đó đó đang ngồi chơi thì kia nói chuyện cái chọc ghẹo. Cái em mới lấy cái cây thước á, em gõ lên cái tay ảnh cày chảy máu. Cái ảnh ập mặt xuống ảnh khóc. Trời ơi. Tôi mạnh mẽ quá vậy. Khóc là đúng rồi, chảy máu chứ bộ giỡn sao. Rồi lúc đó lớp 12 hả? Dạ lúc đó. Mong manh mà. Lúc đó nghĩ trời ơi quánh có cây thước thôi mà chảy máu mà khóc nữa. Nói sao mà kỳ cục vậy trời. Cái quay xuống nói bụng đau lắm mà khóc. Cái lúc đó anh mới trả lời là không phải là đau mà là vì ảnh đang tưởng tượng là ba ảnh đang bệnh nằm ở nhà, bệnh ung thư giai đoạn cuối luôn. Cái anh buồn anh khóc. Và lúc đó là mình nghe cái mình thấy mình có cái tình cảm như lúc đó mình bắt đầu kiểu như có một cái gì đó với chồng mình luôn rồi đó. Em để ý lâu lắm rồi mà vợ em cũng thích em nữa mà không hai đứa ngồi kế nhau rồi đó, đứa trước đứa sau mà không đứa nào dám nói câu nào hết trơn à. Cái bữa đó là vợ em đem nguyên một bọc trái cây quá chừng bự vô luôn. Cái ngồi nè, vợ trên bàn trên là quay xuống, tụi em dưới ngồi chụm hai bàn chụm lại. Cái em ngồi trong bụng nói đối diện vậy nè, giờ mình có cơ hội rồi, giờ mình cũng làm cái gì đó để mình gọi là mình thích người ta. Cái em lấy cái chân em dẫm lên chân vợ em cái, thì nếu mà không được thì mình nói mình giỡn thôi. Cái em không ngờ luôn, vợ em lấy chân kia dẫm lên chân em luôn. Rồi em cũng bạo gan lên lấy chân còn lại của em dẫm lên luôn. Trời ơi là bốn chân chồng lên nhau đó. Dạ cái em nói trời ơi rồi bật đèn xanh dính rồi. Vợ em bật đèn xanh rồi. Rồi các em là yêu nhau bao lâu vậy ta? Tới 6 năm mấy rồi. Rồi trong 6 năm đó là chắc chắn là sẽ có rất rất nhiều những kỷ niệm. Dạ đúng rồi. Có một lần á em vô nhà bà xã em thiệt em kể mà em mắc cỡ lắm á. Thôi bên này kể đi sao đâu. Kể đi đâu để cho nó kể đi. Tại vì em biết đâu cái bữa đó là vô là nguyên gia đình vợ em đang ngồi coi tivi bên trong luôn. Em với vợ em ra trước ngồi ghế đá ngồi tâm sự. Cái em ơi anh giờ anh mắc quá. Cái đang ngồi nói nè đang ém luôn. Cái bà xã em ngồi nói gì em cũng không nhớ nữa. Mà em làm cái thủng. Trời ơi, quảng hồn luôn, nhìn vô nhà mọi người tỉnh bơ, coi tivi, không biết gì hết trơn luôn. Mà mặt ảnh y như con gà nồi vậy đó. Mắc cỡ quá luôn chị. Bây giờ hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, hơn 5 năm rồi. Hơn 5 năm. Rồi lúc mà mới lấy nhau vậy á là ở nhà ai? Dạ. Ở bên nhà vợ hay bên nhà chồng? Cái lúc mà cưới á là ở bên nhà ảnh lục đục đủ thứ lắm. Cái ảnh buồn dữ lắm, cái ảnh đi vô nhà ảnh khóc. Ảnh nói vậy rồi giờ sao em? Cái mới nói thì giờ bên nhà em cũng có cái kho. Thôi thì thôi giờ để em nói với ba mẹ anh tiếng mình sửa lại rồi mình ở. Cái anh nói ừ thì vậy đi chứ mà anh thấy rồi em về em ở với mẹ anh chắc cũng không có được. Rồi cái tự anh bung tiền ra anh sửa sang này kia mọi thứ là hết luôn. Ảnh về em nói thiệt hả, mọi thứ các cái ở nhà hả đều một tay anh làm hết chứ anh không có mướn ta luôn á. Tại vì chắc có lẽ là Hải không có tật xấu gì đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ lúc đó là không có nhưng mà sau bây giờ ngày cưới mới có. À sau ngày cưới. Lúc đó mình tin tưởng bao nhiêu là bây giờ là mình đổ vỡ bấy nhiêu. Đổ vỡ luôn. Vậy hả? Rồi thôi chết rồi. Hồi mới cưới về vợ chồng cực khổ lắm là đi cạo mũ cao su cho ba. Tại vì có công ăn việc làm, có bằng cấp làng hoàng luôn. Vậy em mới nói thôi xin việc làm đi. Anh mới nói thôi để người ta cạo hư hết, thôi để vợ chồng mình đi cạo đi. Trời. Bắt đầu ấy là cắn bầu bé đầu tiên á. Là lúc đó em ốm nghén luôn. Đi cạo đâu có nổi đâu. Toàn bộ là ảnh chàng không à. Riết rồi cái đợt đó, năm đó cái ảnh nhận thêm giường á, là lúc đó là mới cắn bầu em bé đó. Là cái nhận thêm cái bắt đầu đêm nào cũng thức hết á. Cái chị không nổi tại vì không có ăn được. Mà ói rồi y như là người mình nó nuổn luôn vậy đó. Cái ảnh cạo ảnh chàng riết cái ảnh tức quá. Còn đâu cỡ chừng vài trăm cây á. Cái anh ghé anh bỏ cho mình đi. Anh cho cạo mình luôn. Là sao? Lý do gì mà đi vậy trời? Tại lúc đó mệt quá chị, trong người nó ra cái nó quạo nhưng mà em đi vô giường của nhà xong rồi chút xíu em vẫn quay ra, em quay ra rồi em năn nỉ vợ lại. Cái xong cái em nói thôi giờ em không có làm nữa. Cái anh nói ừ vậy thôi, nếu mà giờ ấy thì thôi giờ đi mướn, đi kiếm người khác đi, đặng trả giường cho ta kiếm người khác.
Khi mà nghỉ cạo á chị, rồi vợ chồng em ở nhà, em chưa có công việc ổn định, rồi sanh bé đầu tiên ra thì em lo hết luôn. Khi mà ra tháng khoảng 6-7 tháng thì em mới đi vô công ty em làm. Lúc đó thì thu nhập hai vợ chồng em cũng không đủ nữa. Rồi về nhiều khi á là năm em cũng không có chi phí để mà lo đủ cho gia đình. Có bầu bé thứ hai ha, là lúc đó là ảnh, cái chỗ mà ảnh làm á là đã xong rồi. Ảnh mới đi ra ngoài cũng của công ty luôn, ra cái khách sạn 4 sao á, là cái công ty nó thuê đặng làm ngoài đó đó. Thời gian của ảnh lúc đó là nhiều lắm. Ảnh không có lo lắng gì cho vợ con luôn. Y như là ảnh bỏ phế vậy. Chị tới tháng tới về là đưa cặp tiền dục đó đó. Rồi vậy là rồi á. Cái bữa đó ảnh điện ảnh nói anh có bạn mời ăn tân gia, thôi anh đi về trễ nhất nhen. Cái ảnh đi xong lúc đó về 9 giờ. Cái ảnh nói hồi bữa nay anh xỉn quá anh đi ngủ nha em. Em nói thì anh đi ngủ đi. Mà ảnh tắm rửa xong lên ảnh không ngủ, ảnh nằm ảnh lấy cái điện thoại ảnh bấm. Ảnh thấy mình lên cái đợt đợt ảnh bấm cái gì đó. Y như là ảnh thoát ra khỏi cái đó vậy đó, ảnh không cho mình thấy. Cái xong mình tự nhiên ngay lúc đó mình có cái cảm giác trong lòng mình là rất là khó chịu, y như là bất an, y như là có một cái chuyện gì đó ảnh giấu giếm mình, ảnh không bao giờ cho mình biết. Xong cái để im coi cái ảnh đi lại ảnh sạc cái điện thoại. Nằm đến chút xíu cái đi lại bóc cái điện thoại của ảnh lên thì em nói thiệt tin nhắn của anh nhắn với người đó rất là nhiều. Đọc vô tới đâu mà nước mắt mình chảy tới đó luôn. Y như là anh cầm dao đâm thẳng vào tim mình luôn. Ủa lúc đó là cái người đó là gì của em vậy? Dạ không chị, tại cái bé đó là làm trong công ty em á, rất là chảnh chẹ đồ, thấy ghét lắm. Nên em mới nói trong bụng là cua cho bỏ ghét. Trời ơi, em cũng vô tình luôn. Em tắt cái màn hình em đi sạc mà em không có thoát cái đó ra. Cái cuộc trò chuyện em không có thoát. Vợ em đọc được hết trơn luôn. Chỉ quen nhỏ đó mới có 2 tháng mấy thôi mà hả, nó viết đủ thứ trong đó luôn. Trời ơi, từng lời từng chữ nhiều lúc vợ con mình nhà chưa quan tâm được đến nỗi vậy luôn. Ngày quen là ngày nhiêu? Ngày 20 tháng 10 luôn. Em ơi, ngày phụ nữ gì đó hả? Dạ, vợ không hề có một chút động thái nào luôn. Không hề nói chúc em ngày phụ nữ thế này kia. Mà lại đi chúc nhỏ đó. Rồi hả, cái ngày mà ảnh lên chức cái trưởng phòng á, ảnh nhắn với con nhỏ đó là em là người đầu tiên anh chúc mừng. Anh báo cho em biết trước đó, là em là vợ mà em còn chưa biết trước nhỏ đó. Không, tại vì á là nói chung là bà xã em không hiểu em cũng giải thích rất nhiều rồi. Em nói là em không có thương, em chỉ ghẹo cho bỏ ghét thôi. Là khi em nói anh á, nếu như mà xác định là nếu mà em có thương rồi á thì làm chung công ty không thể nào mà không điện thoại qua, không nhắn tin lại. Khoảng 2 tháng sau là bé đó nghỉ công ty, không làm công ty nữa. Nhưng mà vợ em vẫn không tha thứ cho em. Tại vì em nói là nếu như mà còn thương thì anh cũng phải lén lút ở ngoài anh quen à. Còn cái này là vợ em phát hiện ra rồi là em không nhắn tin, em không kết bạn. Em xóa toàn bộ cái trong máy em, bất kỳ gì cái người đó là em xóa hết. Em không lưu giữ một cái gì hết. Thậm chí cái người đó kết bạn cũng nói em kết bạn lại nè, giờ anh không kết bạn. Em xóa luôn, em quỷ luôn. Nên mà sau này vợ em vẫn không tin, viết đơn. Tự em đi làm đơn, em nộp luôn. Mẹ anh cũng khuyên nói thì thôi lỡ rồi, cái chuyện gì giờ cũng ấy, giờ nó biết lỗi rồi thì thôi bỏ qua cho nó lần này đi. Rồi cái mẹ nhà cũng khuyên này kia, cái thôi rút đơn lại. Giờ chị hỏi hai đứa tình trạng thực tại hiện giờ hai đứa làm sao? Dạ, đang rất là hòa thuận vậy. Ai đăng ký cái chương trình này? Dạ, em là người đăng ký. Tại cái bữa đó vợ đi du lịch, dẫn hai đứa con đi, bỏ vợ bỏ mình em ở nhà. Cái buồn quá bắt chương trình lên coi cái coi, tại hôm bữa trước á là vợ cũng có nằm coi, vợ nói anh em đăng ký chương trình nha. Nói thì đăng ký đi, thì vợ chồng mình đi. Cái bà xã em ru luôn cái bữa đó ở nhà móc ra đăng ký thử coi mà em gỡ đại em là người đăng ký á. Cuối cùng là được tham gia. Dạ đó. Giờ nếu mà em muốn vợ em thay đổi á, là em muốn vợ em thay đổi cái gì? Dạ thì em cũng nhân tiện chương trình, em cũng gửi chương trình nhắn với vợ là vợ ơi đừng có ghen nữa, em là thật sự là em rất là thương vợ em. Ngoài đi làm là bây giờ là em không có gì là bậy bạ hết á, nhưng mà em cũng có cái tánh là nóng tánh dữ lắm. Em cũng ráng em kiềm chế cái tánh nóng của em lại và để lo cho gia đình. Hiện giờ em cũng ráng em làm để cất cái nhà, em xây tổ ấm cho vợ chồng em. Rồi còn em, bây giờ Trang, em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Thì em muốn ảnh là quan tâm tới mẹ con em nhiều một chút. Tại vì cái thời gian ảnh đi là quá nhiều rồi, cho nên về là chơi với con. Mai mốt này kia là thấy phụ nữ khác là đừng có nhắn tin bậy bạ nói chuyện với người ta. Ta làm gì tại người ta đi mắc mới, người ta bỏ ghét, cua cho bỏ ghét. Bởi vậy cái điều
mà bạn muốn ở vợ bạn là phải hiểu bạn. Là bởi vì sao ngày xưa bạn chơi với bạn này là lúc đang đi học, là con số không chả là cái gì hết. Bây giờ người ta thành đạt rồi, người ta phải có những mối quan hệ xã giao trong trong cái xã hội này. Nhưng mà vợ em lại không được tham gia ở ngoài xã hội. Để vợ em hiểu rằng nếu khi mà con người ta hoàn cảnh thay đổi thì con người cũng phải đổi thay. Thì cái sự đổi thay hoàn cảnh và đổi thay con người á, vợ em phải biết nó là như thế nào thì vợ em mới đồng cảm thấu hiểu được em chứ. Chứ nếu mà cứ ở nhà thì vợ em là dừng lại, không bước tiếp. Còn em á thì bước mà bước quá nhanh. Thì làm sao hai người mới đầu từ đồng niên với nhau nè, đúng không? Đồng hành xong đến một lúc tự nhiên vợ em đứng y, em đi muốt ở đây em đòi người ta hiểu. Làm sao mà hiểu được? Đúng không nè? Thì bây giờ hai bạn phải chấp nhận nhau ở cái thời điểm như thế này để làm chi, để hiểu nhau hơn. Em phải chịu khó tìm hiểu cuộc sống của chồng em. Mình không có co mình lại nữa. Rồi chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Yeah.